Có câu nói, không gì thoải mái bằng ái kịp thời. Nhưng mà ngày đó, giây phút đó, sau khi giải quyết xong, mình không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. À không, phải là giấu đống shit đi đâu nữa chứ. Chuyện là mình và anh người yêu có xem tử vi, chọn ngày lành tháng tốt thích hợp để về ra mắt nhà người yêu. Thế rồi cả hai đứa lên đồ lồng lộn, quà cáp các thứ đi về ra mắt. Đương nhiên là mình xung phong về gia đình nhà người yêu trước rồi. Mình không có ngại gì hết, vì hai đứa cũng đều xác định sẽ tiến xa hơn, nên sớm hay muộn thì cũng phải về gặp mặt phụ huynh thôi. Mới bước chân ra đến cổng, mình giẫm ngay vào đống shit chó. Chả hiểu ai mà vô ý thức thế, để chó đi linh tinh ở cổng nhà người khác. Mình mà xong chuyện thì mình về check camera, rồi đến nhà con chó đó nấu giả cày mới được. Đen phải biết, người yêu mình còn đứng đó cười ha hả, lêu lêu, trọc trêu mình nữa. Sau khi thay đôi giày mới, mình mới lên xe người yêu xuất phát. Mình cứ thấy sao sao á, nên có hỏi, ê anh ơi, anh có chắc nay là ngày đẹp không? Sao mới ra cửa em đã đen vậy rồi? Nhỡ đâu tẹo đến nhà anh, lại gặp chuyện gì thì sao? Thế mà anh ấy cứ, em yên tâm đi, cứ tin ở anh lo được. Đúng là miệng lưỡi đàn ông. Nhưng phải công nhận buổi ra mắt khá là thành công. Bố mẹ của người yêu mình rất hiền, lại tinh tế nữa. Mình và người yêu đã dự tính đến sớm hẳn một tiếng, để có gì mình còn nấu nướng, tạo ấn tượng tốt với bố mẹ chồng tương lai. Ai có mà dè, khi mình đến cơm cháo còn nấu xong hết rồi, chờ mình đến là bày biện ra thôi. Mẹ anh ấy thì ăn nói nhỏ nhẹ, nói chuyện cũng rất hợp gu mình. Tưởng như đã hoàn hảo rồi, nhưng không ngờ tai họa lại ập đến. Có lẽ do bị táo mấy hôm nay, nên đến giờ mình đau bụng quá, rất muốn giải quyết nỗi buồn. Nhưng mà bồn cầu lạ, mình cũng không muốn đi, thêm nữa còn đang giờ, nửa bữa ăn. Đứng dậy thì rất là vô duyên, nhưng mà chịu được 5 phút, đến phút thứ 6, muốn bùng nổ luôn. Không chịu được, mình đành xin phép vào nhà vệ sinh. Ôi, cái cảm giác giải quyết kịp thời hả, nó đã gì đâu mọi người. Đến công đoạn xả nước là kiếp nạn chính thức bắt đầu nè. Mình cứ ấn cật lực mà nó không trôi. Tại táo mấy hôm nên mình cũng đi hơi nhiều thật. Mà đến độ xả không trôi thì mình đâu có ngờ tới. Xả thêm mấy lượt không trôi, đâm ra còn tắc con mẹ nó luôn ấy chứ. Lúc này mình mới bắt đầu sợ hãi, mồ hôi chảy túa tua, trời thì nóng, ẻ thì nhiều, mà còn đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh với cái bồn cầu tắc nữa. Đã thế mình ăn cái méo gì mà phân thúi thế không biết, sắp tắt thở luôn trong đây rồi. Khổ nỗi lúc vào không đem theo điện thoại, giờ cũng không gọi cho người yêu ở ngoài được. Chả nhẽ giờ đập cửa gào lên anh ơi cứu em, đoán chừng mình mất tích 30 phút người yêu mới biết đến tìm. Anh ấy gõ cửa hỏi mình sao đi lâu vậy, ngại thì ngại thật, nhưng giờ chỉ có anh ấy là giúp được mình thôi. Thế rồi mình mới mở cửa kéo anh người yêu vào. Điều đầu tiên người yêu mình nhìn là cười ha hả vô mặt mình đó. Xong mới kêu mình đợi để lên nhà vệ sinh tầng trên lấy cây thông. Mình cấm anh ấy hé răng nửa lời khi bước ra ngoài. Người yêu mình quay lại, thông nhiệt tình lắm, vừa bịt mũi vừa thông. Thế nhưng vẫn không có hiệu quả, cấu quá nên lầu bầu mấy câu. Anh đã bảo em ăn ít thịt thôi, chăm ăn rau vào không nghe. Từ khi yêu nhau đến giờ anh chưa thấy em ăn quá 3 bữa rau luôn. Đấy, bây giờ ẻ kích không trôi rồi đấy. Chỉ còn cách là ra gọi bố anh vào thôi. Mình nghe mà chỉ biết khóc rớt nước mắt. Mình khóc thật luôn ấy. Nếu gia đình anh ấy thấy thì mình biết giấu mặt đi đâu. Anh quá em à, chỉ vì mấy cục này mà anh quá em. Anh bảo nay ngày hoàng đạo mà, giờ như này thì anh phải chịu trách nhiệm đi. Đáng ra mới đầu bước ra ngoài cổng là em phải thấy có điềm rồi. Tất cả là tại anh ấy. Thấy mình khóc thì anh người yêu luống cuống xin lỗi, bảo để nghĩ cách. Thế rồi anh ấy bảo mình cứ ra ngoài đi, coi như người nãy giờ đi ẻ làm tắc bồn cầu là anh ấy. Tự nhiên dễ vậy mà mình không nghĩ ra từ đầu. Thôi đành hy sinh người yêu để đổi lấy sự trong sạch của bản thân vậy. Thế nên mình đã lẻn ra, quay lại chỗ ngồi ăn uống bình thường. Mọi người quan tâm hỏi đi đâu thì mình khai láo là đi tham quan ngoài vườn một tí, quên mất thời gian. Chờ anh người yêu ra ngoài, mình hỏi nhỏ xem tình hình bên trong như nào rồi. Thấy người yêu lắc đầu, em biết mình tàn rồi. Chỉ mong gia đình anh ấy không phân biệt được các loại phân. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Bố anh ấy vào nhà vệ sinh từ bao giờ rồi kêu lên là ai đi nặng không xả nước. Mình hướng ánh mắt về phía người yêu ra hiệu anh ơi cứu em. May mắn quá không ai nghi ngờ. Buổi xem mắt kết thúc với nụ cười ngượng ngạo của tất cả mọi người. Mình không phải rửa bát. Mẹ người yêu quan tâm bảo kêu anh người yêu mình cứ đèo mình về đi. Sau chuyện này thì mình sợ quá phải ăn rau thường xuyên luôn. Đến tận bây giờ khi mà đã về làm dâu, mình mới biết là cả nhà ai cũng nhìn thấu chuyện đó. Chỉ là không muốn mình ngại nên không ai nói ra thôi. Cảm ơn cả nhà chồng nhiều vì không vạch trần mình ngày hôm đó. Chứ không mình chia tay luôn á, chứ yêu đương nổi gì được để mà cưới xin. Chúng mày cứ để đó, tao bê cho. Chỉ là bình nước thôi mà, ra kia bê đỡ các bạn khác đi. Còn nhiều thùng lắm.
Em nghe mà em ngán ngẩm lắc đầu nhìn cái Chi vác bình nước về phòng. Cái bình nước hai chục mà qua tay nó nhẹ tên. Con gái con đứa gì mà cứ hùng hục như hổ như trâu á. Em chào mọi người, em là Thùy Linh, đang là sinh viên năm 2 đại học, là một cô gái xinh xắn nhẹ nhàng, được rất là nhiều bạn bè yêu quý. Bọn em đang tham gia kỳ quân sự bù. Chỉ những học sinh trước đó không thể tham gia hoặc thi trượt mới phải đi vào lúc này. Quan điểm của em là con gái thì phải nhẹ nhàng, thậm chí phải dẻo một tí cho dễ thương thì con trai mới thích. Vì khi em tiếp xúc với các bạn nam, thường các bạn ấy là phái mạnh nên sẽ thích thể hiện bản thân mình. Thế nên con gái tỏ ra yếu đuối chút để con trai còn có đất diễn. Chứ ai như cái Chi bạn cùng phòng quân sự của em, nhỏ đó khỏi nói, cứ ra vẻ ta đây mạnh mẽ làm gì. Nhiều khi em còn nghĩ có khi nào cái Chi nó giả vờ không, chứ nào có con gái như thế, cái gì cũng nhận hết về mình. Ốm đâu cũng tự đi mua thuốc, bê vác gì cũng bê được, thấy bảo chuyển nhà nó cũng tự chuyển một mình luôn. Em nói thật, con gái như thế chỉ trước khổ vào thân thôi, bảo sao đến giờ không thấy yêu đương gì. Tối đó em và Chi có ca trực cổng, nhưng mà thật sự ban ngày chạy bộ cùng thể dục, em rất mệt với buồn ngủ. Em hỏi Chi xem có muốn đổi ca với nhóm khác không, nhưng nó lại từ chối. Nó bảo là chỉ có 3 tiếng buổi đêm thôi, có gì mà không đứng được. Nếu đổi thì làm phiền bạn khác quá, người khác cũng phải nghỉ ngơi. Nếu nó đứng được thì em mặc kệ nó đấy, chứ em thì chịu, tội gì phải đứng trong khi có thể đi nhờ vả. Em tìm đội trưởng của khóa, cậu ấy là người xếp ca trực. Em mới năn nỉ, hôm nay mình bệnh nên có chút mệt, không biết cậu có thể xếp ca hoặc là tìm người đứng giúp mình ca 12 giờ đêm nay được không? Giúp mình với đi mà. Sau một hồi năn nỉ thì cậu ấy cũng đi nhờ một bạn nam khác giúp. Em thì vui vẻ về phòng báo cho Chi biết tối nay em không đi trực ca với nó. Thế rồi cái Chi tỏ ra khó chịu. Nó bắt đầu nói móc mỉa em là tìm lý do thoái thác với lười làm. Ủa thì em mệt, em không muốn đi thôi. Chả nhẽ nó khỏe mạnh thì cũng bắt người khác phải khỏe mạnh theo hả? Con gái mà không biết yêu bản thân thì còn ai yêu nữa? Sao cứ phải gồng gánh làm gì mọi người? Em không yếu thế mà nói lại luôn. Nếu mày muốn thì mày làm luôn phần của các bạn khác đi. Đừng có ép người khác phải như mày. Đừng trách tao không nhắc. Sống như mày thì muốn đời khổ thôi. Mấy bạn xung quanh thấy căng nên giảng quà. Nhưng tính của cái Chi em hiểu. Nó không bỏ qua dễ dàng như vậy. Vậy nên em với nó lao vào ẩu đả luôn. Khiếp, con gái con đứa mà khỏe thế không biết, đánh mấy cái mà em nằm bẹp ra đất, đau kinh khủng khiếp. Phòng khác nghe thấy ồn ào cũng chạy sang xem náo nhiệt rồi can ngăn. Đã nhiều người như vậy thì em sẽ cho nó thấy con gái là phải như thế nào. Thế rồi em khóc nước lên thì cũng đau thật nên mới khóc ấy chứ. Vừa khóc em vừa tường thuật lại mọi chuyện xảy ra cho các bạn ở đó cùng nghe. Bạn bè xung quanh nghe xong thì quay sang trách móc cái Chi. Thế mà nó không biết hối lỗi lại còn quay ra cãi chày cãi cối nữa. Dù nhìn thế nào thì trong cuộc chiến này em vẫn là người thiệt hơn so với nó. Vì em bị đánh cho tơi tả mà. Sau này mọi người cũng xa lánh Chi. Em bảo rồi, sống như nó, chỉ mang thiệt vào thân thôi. Thế mà không nghe. Việc này cũng khiến em với Chi không thèm nhìn mặt nhau dù là chung phòng. Cứ thế đến hôm đi thi, bọn em phải thực hành học phần điền kinh. Cái sân thì rõ là to, mà phải chạy 3 vòng trong 1 phút 30 giây. Em chạy được 2 vòng như đã xỉu rồi đó. Thấy con Chi chạy qua, nó liếc em rồi nhếch mép cười. Nó chạy đến vòng thứ 3 rồi, mà nhìn mặt vẫn tỉnh như sáo. Trong khi em thì thở hổn hển không ra hơi. Em cũng không cố được nữa, ngã luôn tại chỗ. Các bạn nam vội vàng chạy qua đỡ. Rõ ràng lúc em sắp ngã, cái Chi chạy ngay gần, mà nó không đỡ lấy một chút. Chắc vẫn ghi thù chuyện lần trước. Vậy nên em chất vấn, ê, sao mày không đỡ tao vậy Chi? Nếu mày đỡ dù chỉ một tí thì tao cũng không bị đau như này. Dù có ghét tao thì mày cũng phải có chút gì đó tiếc thương chứ. Nó không ngờ em sẽ nói như thế, nên cứ ú ớ xin lỗi. Các bạn bên cạnh cũng hỏi sao không đỡ, Chi chỉ biết im lặng không trả lời được. Thôi thì em cũng không so đo với nó làm gì. Em phải đi xin thi lại đã, nếu không thì sẽ phải học lại tiếp mất. Về phòng em cũng tâm sự lại với Chi. Nói rằng con gái thì nên nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đừng có lúc nào cũng phô trương mạnh mẽ ra như thế, rất chịu thiệt. Con trai cũng không thích kiểu vậy. Chả biết nó có nghe thủng lời em dạy không nữa. Em cũng chả trách Chi mấy, dù sao cũng là con gái với nhau rồi cũng học chung 2 năm nữa mà. Các bạn nữ ơi, con gái mình nó vốn sinh ra đã yếu đuối hơn đàn ông, không việc gì phải cố gồng gánh cả. Hãy cứ sống một cách dịu dàng thôi, như vậy thì không phải khổ. Chắc là trước nay các bạn cũng nghe nhiều về kiếp nạn các bạn nhân viên Gen Z rồi đúng không? Nhưng mà kể các bạn, mình vẫn xin phép kể về cô nhân viên Gen Z nhà mình, kim em dâu tương lai của nhà mình luôn. Mình mệt mỏi quá, thiết nghĩ mai kia con bé về nhà mình làm dâu nữa, chắc bố mình tiền đình á. Chào mọi người, mình là Thư, là con gái của bố Vinh, đang có cô nhân viên báo đây ạ. Mình biết được cô nhân viên này bởi vì mình là người đưa con bé về công ty mà. Mình làm bên mảng tuyển dụng, nhân sự của công ty, nên có ai mới là mình biết hết. Và bé Vi thì đặc biệt hơn chút, bởi vì mình đích thân phỏng vấn, nói chứ con bé 2K2 mà năng lượng thiệt. Nói chuyện kiểu rất tích cực, rất hợp với vị trí truyền thông nội bộ mà công ty đang cần. Thế là mình tuyển luôn không nghĩ nhiều. Ngày đầu tiên con bé Vi đến văn phòng thì mọi thứ thay đổi nhiều lắm. Mọi người vỗ tay cũng lớn, bởi vì con bé tấu hài từ ngày đầu tiên đến làm mà. Nó đốt phía cả phòng nhân sự luôn. Nó bảo phải thanh tẩy trước khi đặt mông,
thì mới ở lâu ở bền trong cái công ty này được. Mà mình cười đứt ruột, mà ngay ngày đầu tiên đi làm là cái Vi đã mua trà sữa đãi cả phòng nhân sự rồi. Mình có hỏi nó, bộ em giàu lắm à? Thì con bé nhẹ nhàng, em không giàu chị ạ, em đang đầu tư cho tương lai của mình thôi à. Cái chị chính là tương lai của em đó, xin hãy chiếu cố em gái này nha. Em hứa sẽ ngoan. Đang ngồi làm việc thì bố mình tức giám đốc công ty có ghé vào phòng rồi trêu bọn mình là uống trà sữa mà không có chủ. Vậy là con bé lôi ra một cốc ở đâu không biết, còn gọi rất là bình tĩnh, bác ơi cháu còn một cốc đây ạ, bác dùng đi. Bố mình đơ người nhưng mà vẫn vui vẻ nhận lấy, rồi còn cảm ơn nữa. Mình cũng quên chỉ cho nó học văn hóa công ty chứ, ban quản trị cũng chỉ biết tên chứ không biết mặt, thành ra con bé vô tư vậy đó. Rồi rắc rối của bố mình với con bé Vi cũng đến rồi nè. Hôm đó mình với con bé cùng ở lại tăng ca, bố mình có qua nhờ mình làm cái hợp đồng văn bản gì đó. Đúng lúc đấy thì mình không có ở phòng vì mình chạy ra ngoài có chút việc. Mình được nghe bố kể lại là lúc bố vào, con bé ngơ ngác nhìn bố mình và chào hỏi. Cháu chào bác tìm chị Thư có việc gì ạ? Chị ấy vừa ra ngoài một chút rồi, nếu bác cần gấp thì có thể nhờ cháu. Bố mình gật đầu rồi đặt lên bàn cái Vi, bảo là đánh giúp bác cái văn bản này. Nhưng bố mình bị cái khó tính, con bé đánh chậm hay đang làm thao tác gì đó là bố mình lại, không phải cái này, cái kia cơ mà. Không thì sẽ là, cháu có biết gì về tin học văn phòng không vậy? Sao chị Thư có thể tuyển cháu vậy? Công thêm quả mặt quạo nữa, con bé ngấn lệ dần dần, nhưng mà tay vẫn không ngừng thao tác. Bố mình đứng bên cạnh cứ dục, vì chút nữa bố đi bàn chuyện với đối tác mà. Lúc mình đi vào thì thấy con bé nhìn mình như vị cứu tinh, rồi còn nói, chị ơi cứu em, bác đến tìm chị này, em không biết đâu. Có cái văn bản thôi, bác bắt em sửa 30 lần rồi, bác bắt nạt nhân viên mới. Bố mình cạn lời giải thích. Nhưng mà con bé không nghe mà xách cặp chạy thẳng về nhà. Bố mình thì cái tính vốn khó, thành ra mới bắt con bé xử nhiều cũng ấy nấy, vì bố nhờ chứ có phải là việc của nó đâu. Nhìn mặt bố mình thấy có lỗi mà mình còn tức cười hơn. Lần đầu có ông bố bị nhân viên bốc phốt bắt nạt. Hôm sau mình với bố cùng nhau ăn cơm trưa ở căng tin công ty. Đang ngồi thì con bé Vi đi qua, mình tiện miệng nên bảo con bé ngồi bên cạnh mình. Con bé giận bố mình nên chỉ chào bác rồi cắm đầu ăn cơm thôi. Bố mình xin lỗi bằng cách gắp cho nó miếng mực. Nó nhìn bố mình rồi cười, cảm ơn bác. Nhưng mà cháu không ăn mực được. Bác biết không, một miếng mực đâu có để đủ để cháu hết giận đâu. Nhân viên mới mà nó như mẹ thiên hạ vậy đó. Nhưng mà mình tức cười vì bố mình là giám đốc mà bị con bé nhân viên nó nói cho không biết cãi hay sao, cứ ngắt người luôn mà. Đến giờ chiều, bố mình mua trà sữa cho phòng mình, bố cũng ghé qua phòng mình chơi một chút. Ai có ngờ, con bé uống xong cốc trà sữa, chưa thấy nó hứng khởi dây nào mà đã thấy nó trưng trưng chuẩn bị khóc. Chị ơi, nay ai mua trà sữa vậy? Bố mình sốt sắng hỏi, có chuyện gì, ngon quá hay sao mà cháu trưng trưng vậy? Con bé nói với giọng rất dỗi, trà sữa không trân châu là trà sữa chết. Sao ai đặt mà không cho em trân châu vậy? Sầu thêm sầu. Bố mình kiểu ba chấm lắm, bố mình đặt có biết gì gì trân châu đâu, mà mọi người đều có trừ con bé. Nghĩ cũng thương, bố mình xin lỗi hết có tác dụng rồi. Nhưng mà được cái con bé hợp tính bố mình, nó làm truyền thông nội bộ kim luôn trợ lý của bố mình luôn. Dù cũng hay cãi nhau về văn bản nhưng không sao. Sao mà con bé biết cách bỏ ngoài tai lời bố mình rồi, còn bẻ lại khiến người bố cứng nhắc, khó tính, cũng không biết xử lý làm sao. Nhưng mà có vẻ bố mình bị phiền ở văn phòng chưa đủ, nên cử con bé về nhà mình để làm phiền bố mình tiếp. Hôm đó em trai mình đi du học về, thì nó bảo muốn giới thiệu bạn gái hơn một năm của nó. Cả nhà cũng giật mình nghĩ nó đem tay nào về, nhưng không, con bé bước vào nhà. Mình với bố đứng hình, con chào cả nhà, con là Vi, người yêu của anh Đạt nhà mình ạ. Ố, chị Thư, bác Vinh, hai người làm gì đây vậy? Còn làm gì? Nhà bác với nhà chị bà em. Con bé khi biết chuyện thì sốc lắm, nhưng mà vẫn rất vui vẻ lúc ngồi ăn cơm. Con bé còn vui vẻ nói, bảo sao mới đầu em gặp chị với bác, em lại thấy thân thiện thoải mái vậy. Hóa ra là chị chồng với bố chồng tương lai. Em vui lắm, mong hai người chiếu cố con nha. Đấy, rồi nó tranh đi rửa bát với cả cái máy, tranh gọt hoa quả với bác giúp việc, và dọn nhà với cái máy tự động. Chẳng hiểu sao, nhưng mà tự nhiên gia đình của thành viên vô tri này cũng vui phết. Từ ngày đó lên công ty, con bé chẳng còn ngại gì nữa. Gặp bố mình còn chào luôn bằng bố cơ mà. Đúng là suy nghĩ của tuổi trẻ, nó khác lạ lắm, cũng đáng yêu và cũng được việc. Chị đây duyệt đó, nhưng mà bố mình thì đau đầu lắm. Từ ngày biết con bé sắp thành con dâu, ông có vẻ lo lắng, nó báo nhà báo cửa. Nhưng ông cũng không biết làm gì, vì thiếu nó một ngày là việc của ông loạn luôn, khổ vậy đấy.